mà hành động của bộ đội trên chiến trường là khả năng thành bại của cuộc chiến đấy các ông nhỉ. Suy cho cùng tất cả phải trông vào nòng súng mà do người chiến sĩ trên chiến trường. Tôi với các ông chí ngồi đây không thể cầm súng ra chiến trường được nữa. Thế thì phải truyền cái lửa này thì chúng ta công nghiệp quốc phòng phải thật sự tin tưởng. Các ông chí sản xuất cho vũ khí phải có tính ưu việt, vượt trên ngăn chặn, vượt trên các loại vũ khí hiện đại mà tương đương cũng là vũ khí cá nhân, thì chúng ta mới đem lại niềm tin cho người chiến sĩ, đem lại sức mạnh cho quân đội. Báo cáo với các ông chí như thế.